Ở đây thì mẹ An có chuẩn bị 3 loại tinh bột sắn. Đây là tinh bột sắn nhà An. Loại thứ hai là mẹ An mua trên mạng. Loại này cũng mua trên mạng. Nhìn vào màu sắc thì các mẹ có nhìn thấy cái bột này nó rất là đục. Cái bột màu này nó rất là đục. Nhìn hai màu nó khác hẳn nhau ấy. Đó. Hai màu nó khác hẳn nhau. Hai cái này màu nó cũng khác hẳn nhau. Tinh bột sắn, đây là tinh bột sắn nhà An nhé. Mẹ An cầm này. Bóp. Không thấy vụn ra tay. Không thấy có vụn ra tay, mà có vụn ra tay thì nó cũng là vụn rất là sắc cạnh. Kể cả những cái cạnh rất là nhỏ, mình nhìn vào nó cũng rất là sắc. Đó. Mình bẻ thử thì mình thấy là cái bột này mặc dù nó bẻ ra nó cũng sẽ rất là sắc cạnh. Vụn nhỏ cũng rất là sắc cạnh luôn. Đây. Loại thứ hai là loại tinh bột sắn dây lai. Bây giờ mình sờ vào đây. Vẫn có bụi ra tay đúng không ạ? Cái bột cạnh bột nó không được sắc cạnh như cái bột sắn ta, dây ta nguyên chất mà nhìn. Đó. Nhưng mà nó vẫn là sắc cạnh. Mình bẻ thử ra nha. Loại bột thứ ba. Mình mau bay đi. Đây rất sạch rồi nha. Đó, mình sờ tay vào. Phấn không à. Như kiểu phấn viết bảng luôn. Đó, nguyên một lớp phấn ra tay. Khi mà cảm quan thì các mẹ có thể thấy là cái tinh bột sắn dây giả này nó không được sắc cạnh. Cái bột nhìn nó rất là dại, rất là nhiều phấn ra tay. Nó khác hẳn với cái tinh bột sắn dây lai này, và cũng khác hẳn với tinh bột sắn dây ta. Nhìn sắn dây ta nó rất là sắc cạnh đúng không? Cái màu trắng nó cũng trắng trong hơn. Cách thứ hai mà để phân biệt tinh bột sắn dây ta nguyên chất, mình có thể đếm bột sắn dây ta. Khi mà mình đếm ấy, thì đầu lưỡi nó sẽ hơi ấm ấm và cái bột nó tan rất là nhanh. Cái bột nó tan nhanh mà nó hơi ấm ấm, sau đó lại thanh thanh và cái vị ngọt của nó rất là dịu. Còn cái tinh bột sắn dây lai hoặc là cái sắn dây mà người ta pha trộn ấy thì nó cũng hơi ấm ấm, nhưng mà cái vị thanh nó sẽ không được thanh bằng cái vị của sắn dây ta và nó không được thơm bằng. Còn cái tinh bột sắn dây giả ấy, khi mà mình nhấp nhấp vào đầu lưỡi thì nó sẽ bị ráp và cảm giác nó rít cái đầu lưỡi rất là khó chịu luôn. Bây giờ mẹ An sẽ chuẩn bị 3 cái cốc để mình sẽ cho tinh bột sắn vào đây. Đây là cốc nhà An này. Nước rất là trong, mình quấy lên rồi nó rất là đang hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ để lắng ở đây. Để chiều nay mình sẽ quay trở lại để mình kiểm tra xem tinh bột này sau khi để lắng thì sẽ so sánh xem hai bên nó sẽ như thế nào nhé. Ok, hiện thì bây giờ đang là 8 giờ tối rồi. Mẹ An sẽ quay trở lại để so sánh xem sau khi để lắng thì ba cái tinh bột này sẽ như thế nào. Đầu tiên mình sẽ chắt hết nước ra để còn lại tinh bột thôi. Đây là tinh bột số 1 này. Là tinh bột giả ấy, các mẹ nhìn. Khi mà mình lấy lên thì nó không đóng được thành tinh bột luôn, mà cái bột nó rất là nhớt. Đấy, cái bã bột nó rất là nhớt và nó loãng, không có một tí gọi là đóng cứng nào luôn. Đây, nó dính chặt lên thìa, mình phải lấy giấy mình miết mới sạch. Đây là tinh bột số 2, là tinh bột sắn dây lai. Nó cũng đóng cứng đúng không? Nhưng mà nó vẫn có cái độ loãng, độ sệt. Còn đây là tinh bột sắn ta nguyên chất của nhà An nhé. Sắn dây ta nguyên chất, các mẹ nhìn. Cả nhà nhìn thấy nó đóng cứng lại. Đây, tinh bột số 3 đây. Đây là loại giả, không có một tí tinh bột nào luôn.
Loại số 2 là tinh bột sắn dây lai, nó cũng cứng nhưng mà nó không cứng được bằng số 3. Thì số 3 mình phải lấy tiền mình ấn ra nó thành từng miếng luôn. Khi mà mình biết thì cái tinh bột sắn dây ta này nó rất là khó miết, nó rít tay. Số 2 thì dễ miết hơn, và mình cảm nhận được là cái độ mịn ở cái bột số số 2 là nó ít hơn. Đấy, tinh bột sắn dây ta nguyên chất thì nó sẽ đóng cứng lại và nó rất là khó miết. Ok, mẹ đã chỉ cho cả nhà ba cái cách để phân biệt tinh bột sắn dây ta nguyên chất rồi. Cái thứ nhất là mình sẽ nhìn miếng tinh bột sắc cạnh này, khi mà mình vỡ ra rồi thì vẫn sắc cạnh thì đó là tinh bột sắn dây ta chuẩn. Cách thứ hai là mình nắm tay vào bột, mình thấy tinh bột sắn dây ta nguyên chất thì sẽ không bị dính bột ra tay. Cách thứ ba là khi mình có thể pha cái tinh bột đấy với nước rồi mình để lắng lại, mình để qua đêm thu được cái tinh bột mà sau khi chắt nước ra ấy, nó phải đóng cứng lại, mình sắt được thành miếng thì đó là tinh bột sắn dây ta nguyên chất. Cái loại tinh bột số 2 hiện nay thì đa số làm bằng sắn dây ta lai hoặc là trộn giữa bột khoai mì và sắn dây ta theo một cái tỷ lệ nào đó, giá thành rẻ hơn rất nhiều so với tinh bột sắn dây ta nguyên chất. Ở hiện nay thì người dân mình trồng sắn dây lai rất là nhiều. Loại này thì cho năng suất cao nhưng không có giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Chúc cả nhà một ngày an lành.